giới về sản xuất nuôi trồng thủy sản. Ngày 15 tháng 8, tại thành phố Cần Thơ, đã diễn ra buổi họp báo triển lãm và hội thảo quốc tế chuyên ngành thủy sản Việt Nam. Đây là dịp để các đơn vị trong và ngoài nước giới thiệu những công nghệ cải tiến mới trong ngành đánh bắt thủy hải sản từ khâu sản xuất cho đến chế biến, đóng gói. Phát biểu tại buổi họp báo, bà Râu Chitanil giám đốc chuỗi dự án tập đoàn UBM Asia, khu vực ASEAN, cho biết Chính phủ Việt Nam trong thời gian vừa qua đã hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa nhằm thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững thông qua nhiều chính sách cơ chế khác nhau. Hiện Việt Nam cũng là quốc gia đứng thứ 4 thế giới trong ngành sản xuất nuôi trồng thủy sản, chỉ đứng sau Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ. Thực tế cũng chỉ ra rằng, 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt gần 2 triệu tấn, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2018. Trong sản lượng nói trên, sản lượng tôm ước đạt gần 300.000 tấn, sản lượng cá tra đạt gần 700.000 tấn, bằng 107,5% so với cùng kỳ 2018. Triển lãm và hội thảo quốc tế chuyên ngành thủy sản Việt Nam sẽ được tổ chức tại thành phố Cần Thơ từ 16 đến 18 tháng 10 sắp đến, nhằm đưa sản phẩm nuôi trồng của Việt Nam đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng thông thái, ngành nuôi trồng phát triển một cách bền vững có hiệu quả kinh tế cao với công nghệ hữu ích và tiên tiến đảm bảo không gây tác động xấu tới môi trường và xã hội.